Như vậy tu hành chúng ta có cần cái trợ duyên không? Phải cần cái trợ duyên. Phải cần cái trợ duyên. Cho nên các vị mà đọc sách, mua sách về rồi tu thiền nữa, điên hết trơn, bảo đảm điên hết. Mà càng đọc rồi càng tu, chừng nào điên nhiều chừng đó. Bởi vì sao? Thì thiếu cái duyên. Phải có trợ duyên. Phải đến thiền viện rồi ở đó học, tu, thực hành. Chừng nào mà thiền sư họ nói được đó, tôi thấy rằng cái sự tu hành của chú đó khả dĩ rồi đó, thôi chú xuất viện, chú về nhà chú tu được. Phải có cái trợ duyên chứ. Đằng này đó nghe người ta tu thiền để thành Phật, rồi sách vở ở ngoài thì quá chừng, bây giờ sách vở nhiều quá, ở nhà sách đó mua 5-7 cuốn về lật đọc tu điên hết rồi, là vì thiếu trợ duyên. Cho nên vì vậy mà vấn đề vãng sanh cực lạc không có cái gì khó hơn là đủ cái trợ duyên để giúp cho cái người tu hành của chúng ta đạt đến cái chỗ viên mãn, cái chỗ tốt đẹp, đó là trợ duyên. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát lúc nào thì các ngài cũng có cái đại bi tâm. Phật tâm vô xứ bất từ bi. Ngài có, chư Phật Bồ Tát có cái đại bi tâm. Chúng ta khởi lên một niệm, niệm thiện, niệm ác, chư Phật biết hết. Cho nên ông bà chúng ta thường nói là ở hai cái vai của mình có ông thiện, ông ác. Hãy mình làm cái gì thiện đó ông thiện ông ghi, mình làm cái gì ác đó ông ghi. Có không? Không có. Đâu có ông nào trên đó đâu. Đó là nhân với quả thôi chứ. Nhân với quả đó. Hãy mình làm cái nhân tốt thì nó tốt, mà cái quả xấu nó xấu. Tức là hai cái việc đó, tức là nó nhân. Trong Minh Tâm Bửu Giám, Đức Khổng Tử nói là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lộ, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới đó là sao? Cái lưới ta bắt cá ở dưới biển đó là đủ loại. Loại nhỏ thì bắt cá nhỏ, lớn bắt cá lớn, cỡ nào ta cho phép đánh bắt. Có cỡ của nó hết. Đằng này lồng lộng. Cái lưới gì lồng lộng là sao? Đó là cái lưới nhân quả. Không sai một mãi, không trật một ly. Cái nhân quả này là không sai một ly một hào nào hết. Hễ cái nhân thì cái quả nó giống như là cái cây ghế bóng, hệ cái cây nó ngay thì bóng ngay, mà cây cong thì bóng cong, chứ không thể sai trái. Cho nên cái lời của Khổng Tử nói là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lộ, đó là lưới trời lồng lộng, tức là cái đạo lý nhân quả không có ai tránh khỏi hết, không lọt một mãi may nào hết. Như vậy là nhân quả, nhưng mà một nhân không thể thành quả được mà phải nhờ cái trợ duyên. Cho nên vì vậy mà trên cái cuộc đời này đó, tất cả việc làm của chúng ta đó đều phải cần cái trợ duyên để cho cái nhân này mới thành quả được. Chứ thiếu cái trợ duyên là cái nhân không thể thành quả. Một nhân không thể thành quả được mà phải nhờ cái trợ duyên. Cho nên vấn đề vãng sanh đó là cần cái trợ duyên. Thế bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, mình có bảo đảm rằng từ lúc mình phát tâm tu hành đến giờ phút lâm chung, thân của mình khỏe luôn không? Mình cường tráng mãi mãi không? Tâm mình có tiến bộ không, lui sụt không? Chưa ai dám bảo đảm hết. Chưa ai dám hết. Là vì sao? Đức Phật nói là tâm viên ý mã. Các ông đừng tin tâm của các ông, vì tâm của các ông như là vượn truyền cây, như ngựa rong ngoài đồng nổi. Thì chúng ta tin tâm của chúng ta sao được? Lời Phật dạy chúng ta rõ ràng. Vì chúng ta không tin tâm của chúng ta, tâm của chúng ta là tâm vọng. Cho nên sự tu hành chúng ta phải cần cái trợ duyên. Cần cái trợ duyên. Thứ nhất là khi quý vị phát tâm rồi quý vị tìm được một bậc thầy minh sư cái trước cái đã. Vị minh sư đó trước. Rồi mình coi cái vị minh sư của mình đó tu cái pháp gì, rồi mình nhờ cái vị minh sư của mình đó là truyền đạt lại, rồi dạy lại cho mình, hướng dẫn cho mình. Mình có đường có hướng, tức là mình có trợ duyên. Mình có trợ duyên. Có nhiều vị thì đứng núi này trong núi nọ, đầu tiên hết là quy y với thầy A này, Thế rồi mai mốt cái chạy qua em kia thấy bên ta tu thiền cũng vui, nhảy qua tu thiền vài ba bữa cái thấy ta tu mật tông, cái nhảy qua tu mật tông, gọi là mất gốc. Cái đó gọi là mất gốc. Tôi nói với quý vị cái đó nguy hiểm lắm. Là vì sao? Mình không tìm được minh sư, mà mình tìm được minh sư rồi thì cái trợ duyên của minh sư rồi của đồng môn đồng học đó giúp cho mình tu hành. Cái này là cái rất là căn bản mà rất là có lợi ích. Vậy cho nên suốt cuộc đời tu hành của chúng ta, rồi đến khi giờ phút lâm chung thì Đức Phật A Di Đà Ngài làm hai cái công tác lớn, đó là tiếp dẫn chúng sinh nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn. Và cái công tác thứ hai của Phật A Di Đà đó là tiếp dẫn chúng sinh mà gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là niệm Phật mà đến giờ phút lâm chung nó tâm tán loạn, cái thân nó đau nó nhức, rồi cái tâm của nó tán loạn, nó không được yên ổn, nó không được nhất tâm. Cái giờ phút đó là cái giờ phút rất là quan trọng. Bởi vì cái cuộc đời tu hành của Tịnh Tông, của người tu Tịnh Độ là đến cái giờ phút đó là cái giờ phút kết quả được hay là thất là trong cái giờ phút đó đó. Như vậy là mình được cái trợ duyên tốt, cho nên giờ phút lâm chung đó tâm mình không điên đảo, tức đắc vãng sanh. Đó là nhân quả đồng thời. Hoa sen bay tới trước mặt người đó, rồi cái thần thức người đó lìa khỏi cái thân tiền ấm thì gá vào trong cái hoa sen đó, hoa sen đó bay trở về ao thất bảo. Đó là cái công tác thứ nhất của Phật A Di Đà là tiếp dẫn chúng sinh, và chúng sinh đó là nhất tâm bất loạn. Thế bây giờ cái hàng chúng sinh thứ hai, tức là cái tâm tán loạn, thì Phật bỏ sao? Hay là Phật rước, mà Phật rước bằng cách nào? Ta thấy cái trợ duyên này rất là quan trọng. Lúc bấy giờ các vị thánh chúng và Đức Phật A Di Đà hiện đến trước mặt người đó. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, Đức Phật Di Đà và thánh chúng hiện đến trước mặt người đó. Người niệm Phật mà tâm điên đảo đó, người không điên đảo Ngài cũng hiện, mà điên đảo Ngài cũng hiện. Mà cái điên đảo đó thì Ngài phải dùng cái oai lực của Ngài, cái sở nguyện của Ngài, cái bản hoài của Ngài, làm cho chúng ta nhất tâm, rồi Ngài rước ta về tịnh độ, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Người chết đó còn tham, còn sân, còn si, còn chưa dứt, mà nhờ cái tha lực, nhờ cái trợ duyên này, cho nên chúng sinh mà đới nghiệp vãng sanh là nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Giải Thâm Mật tôi đọc, tôi còn nhớ một cái đoạn thế này: Ngọc Ma Ni dìm vào chậu nước đục thì chậu nước đục hóa thành nước trong. Tâm mê của chúng sinh đó nè, danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tình. Hai cái câu đó nó có lý và sự. Cái thứ nhất là nói về lý, mà cái câu thứ hai nói về sự. Tức là cái nước đục không thể tự nó hóa trong được quý vị, mà do màu nhiệm của Ngọc Ma Ni. Cái Ngọc Ma Ni này có một cái màu nhiệm là dìm vào, bỏ vào cái chậu nước đục thì nước đục liền hóa thành nước trong. Đó là do cái màu nhiệm của Ngọc Ma Ni. Câu thứ hai đó là danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh. Tức là tâm mê của chúng sinh không thể hóa thành tâm tịnh được, không thể hóa được, mà do màu nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Vậy trong lúc đó là Đức Phật A Di Đà dùng cái thần lực, dùng cái sở nguyện, cái bản hoài của Phật, là vì Phật phát 48 lời thệ nguyện là tiếp dẫn chúng sinh nhất tâm cũng được vãng sanh, mà không nhất tâm cũng được vãng sanh. Đó gọi là đới nghiệp. Thì Ngài làm cho cái tâm của chúng ta nhất tâm, rồi ngày rước ta về tịnh độ. Nhưng ta về tịnh độ, nghiệp của chúng ta còn, về bên đó ta phải tu tùy theo cái năng lực của mình, tùy theo cái sự tu hành của mình. Mà cái hoa sen trong ao Thất Bảo đó nở chậm hay là nở mau, tức là tùy theo cái sự tu hành của chúng sinh đã vãng sanh về đó. Thế thì cái người nhất tâm bất loạn họ được vãng sanh về thượng phẩm hay là trung phẩm. Còn cái người đối nghiệp vãng sanh họ vãng sanh về hạ phẩm. Vì chính phẩm của Cực Lạc được chia ra để chúng ta biết rằng người vãng sanh về đó ở phẩm nào. Và cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà với cái công quân niệm Phật, sự tu hành niệm Phật của chúng sinh, hai cái này nó cân bằng với nhau, là hễ nhất tâm thì được về thượng phẩm hay là trung phẩm, mà còn không nhất tâm thì được về hạ phẩm. Mà hạ phẩm chia làm ba, tức là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Như vậy là ta về ở cái phẩm chót nào đó. Vì nghiệp chúng ta còn, rồi cái thời gian ở trong cái hoa sen đó là chúng ta tu hành. Có thể là 1 tiểu kiếp sen mới nở, 2 tiểu kiếp sen mới nở, chứ đâu phải là nở liền như là chúng sinh ở thượng phẩm. Mà dù ở đó 1 tiểu kiếp hay là nhiều hơn tiểu kiếp, mà chúng ta không thối chuyển trở lại con đường sanh tử luân hồi, và dần dần chúng ta cũng chứng được ngôi bất thối và đủ 3 đức hiệu của Phật A Di Đà: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đó là vấn đề vãng sanh. Mà hai cái đối tượng vãng sanh là nhất tâm vãng sanh và đối nghiệp vãng sanh. Tùy đồng chứng tịch quan vô thượng quả. Thế thì tịnh độ chia làm 4 cõi. Đó là phàm thánh đồng cư độ. Cái cõi mà chúng ta vãng sanh về Cực Lạc đó là ta vãng sanh về cái cõi phàm thánh đồng cư độ thôi. Trong 4 cái cõi Cực Lạc, mà cái cõi mà ta về đó, cái cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là cái cõi đó, cái cõi phàm thánh đồng cư thôi. Cái này còn 3 cái cõi nữa. Cái cõi cuối cùng là thường tịch quan tịnh độ. Rồi cái cõi tịnh độ này là tịnh độ của 10 phương chư Phật sắc trần quốc độ. Cái cõi Cực Lạc này là cái cõi cao nhất mà của 10 phương 3 đời tất cả chư Phật trong sắc trần quốc độ. Nó đồng với cái pháp thân của chư Phật. Cái cõi tịnh độ này. Còn cái cõi mà ta nguyện ta về đó là phàm thánh đồng cư độ thôi. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng mình về cái cõi tịnh độ đó là cái cõi tịnh độ chót, chưa phải cao lắm, mà còn là thật báo trang nghiêm độ, còn là thường tịch quan tịnh độ. Đó là 4 cái cõi tịnh độ đó. Thế thì cuối cùng là chúng tôi có một cái lời khuyên với các hành giả tu tịnh độ. Cái này rất là quan trọng. Bởi vì sao? Có 3 cái nghi. Giờ tôi nói ba cái nghi của người tịnh độ. 1 là cái người tu tịnh độ nghi rằng có cõi Cực Lạc thiệt hay không. Đó, cái nghi này là cái nghi căn bản. Có hay không? Bởi vì chúng ta nghe Đức Phật diễn tả trong Kinh A Di Đà đó là thất trùng hàng thọ, rồi tứ biên giai đạo, rồi chim ca lăng tần già khổng tước, rồi lầu cát bằng 7 báo, vân vân. Mà có thiệt hay không? Thì bây giờ ai tới đó? Ai tới đó? Rồi ai thấy cái đó? Chỉ của mình Đức Phật nói thôi, còn chưa thấy ai thấy hết. Cho nên cái hành giả đó, người ta đặt cái vấn đề nghi thứ nhất, đó là có cõi tịnh độ thiệt hay không. Bây giờ ta mới giải tỏa cái chỗ này để cho người tu tịnh độ có cái niềm tin này. Hãy có quế thì có tịnh, hãy có sáng thì có tối, mà hãy có ngày thì có đêm. Bởi vì sao? Ở trong cái thế giới tương đối này là hễ Phật đối với chúng sinh mà lập, học trò đối lại với thầy giáo mà lập, Nếu không có học trò thì không có ông thầy giáo, mà không có quế độ thì không có tịnh độ. Đương nhiên phải có, cái lý của nó đương nhiên phải có, không có gì thắc mắc hết. Như vậy là sự tịnh độ và lý tịnh độ. Tôi nói đó là sự tịnh độ đó. Tức là có quế độ thì có tịnh độ, có ngày có đêm, có thầy có trò, có Phật và có chúng sinh. Cái lý nó đương nhiên vậy. Thế bây giờ tịnh độ, cái tâm mình phiền não vọng tưởng là quế độ, mà tâm thanh tịnh tức là tịnh độ, mà tâm quế tức là quế độ. Như vậy tịnh độ có tự tâm, thì địa ngục cũng tự tâm. Thì tôi nhớ có một lần tôi lên Bảo Lộc tôi giảng, thì cái bài giảng cũng đang nửa chừng về, thì có một cái đạo hữu đó đứng lên mới hỏi tôi thế này: thưa thầy, tôi nghe trong kinh Đức Phật nói có địa ngục, mà địa ngục ở đâu? Thì thưa quý vị rằng cái chuyện đó không khó lắm, không phải là khó lắm, nhưng mà giữa cái hội trường này và cái thời gian tôi giảng như vậy thì không cho phép tôi phải giải thích cái chuyện dài dòng. Tôi giải thích được đó chứ, trong kinh Phật dạy thì tôi có học, tôi nói được chứ có chuyện gì. Nhưng mà không cho phép tôi phải dài dòng cái chuyện trong cái giảng đường này, cái thời gian tôi giảng như vậy thì tôi nói không được. Cho nên tôi suy nghĩ bây giờ nói làm sao. Tôi mới nói địa ngục ở nhà đạo hữu chứ đâu. Thì quý vị biết ông đạo hữu đó, ông chề cái môi ông không tin. Tôi nói đạo hữu ngồi xuống. Tôi biết tôi trả lời đạo hữu không hài lòng, nhưng mà bí quá tôi phải nói như thế chứ, tôi nói làm sao vậy? Bí quá. Tôi nói tôi bí rồi. Thôi thì bây giờ tôi hỏi tất cả trong hội trường này nghe, quý vị trả lời dùm. Có khi nào mà quý vị giận con cháu quý vị rủa nó đồ chú ngục không? Có. Như vậy là nhà mình là địa ngục chứ mình chứa chú ngục chứ gì. Cái lý là vậy đó. Rồi quý vị có rủa cháu đồ quỷ sứ không? Nó có. Thì nhà mình địa ngục chứ mình chứa quỷ sứ đó rõ ràng nữa. Vỗ tay cái anh đạo hữu đến mắc cỡ đi ra luôn. Thôi hết hỏi nè. Thưa quý vị, tôi học kinh Duy Ma Cật rồi, mà trong kinh Duy Ma Cật đó thì Đức Phật nói địa ngục không phải ở phương Nam, phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Thượng, phương Hạ, mà ở đâu cũng có địa ngục. Đó là kinh Duy Ma Cật nói. Bây giờ tôi đem cái kinh Duy Ma Cật đó tôi nói cho ông đạo hữu này, và tôi giảng đó một buổi chưa hết nè. Đâu có thì giờ tôi nói chuyện đó. Tôi biết đó chứ, là vì địa ngục của đạo Phật là địa ngục của tự tâm. Còn 10 cái cửa ngục mà đệ nhất điện, đệ nhị điện tới đệ thập điện Diêm La Dương đó, đó là tín ngưỡng nhân gian của người Tàu, không phải của đạo Phật. Nếu hôm nào quý vị có gặp Pháp Sư Tịnh Không rồi quý vị hỏi tôi coi Pháp Sư có phải trả lời vậy không? Không phải của Phật giáo mà của người Tàu. Nên là 10 cái cửa ngục đó là của người Tàu. Như vậy người ta diễn tả 10 cái địa ngục đó nó có sai trái không? Thưa không, đó là 10 nghiệp của chúng ta. Thân có tam, khẩu có tứ, ý có tam. Thân khẩu ý này tạo 10 cái cửa ngục, cho nên không làm 11 mà không làm 9 được. Như vậy là dân số bây giờ nó tăng lên gần 6 tỷ người rồi, địa ngục phải cắt thêm nữa chứ. Thêm vài cái nữa nhốt mấy xì ke chứ. Hội Phật đâu có xì ke, rồi không có cái địa ngục nhốt xì ke, bây giờ mới nhốt xì ke nữa, casino, nhốt mấy ông casino đó. Không thể thêm địa ngục nữa mà vì 10 nghiệp cho nên có 10 cửa thôi. Đó là tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc. Còn cái địa ngục của đạo Phật nói trong kinh Duy Ma Cật đó là của tự tâm. Cụ Nguyễn Du nói nè: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nguyễn Du tả địa ngục được. Văn chương ghê gớm không? Hay ghê hơn. Thế thì hôm nào mà mình giận cái gì đó, mình bực tức cái gì đó, mình về nhà mình thấy là thấy ghét. Tao về cái nhà này y như địa ngục. Cái nhà sao địa ngục? Tại vì cái tâm mình nó sùng sùng, nó địa ngục đó chứ. Mà không chắc thì không ai làm hết. Cho nên hồi tôi học có một cái đoạn thế này mà khó hiểu dữ lắm quý vị. Bà Đại Ái Đạo mới nhận một người đệ tử, mà cái cô này đó là nàng dâm nữ, đến xin bà, đến mới trình bày với bà là cuộc đời của con đó nhơ nhốt đó, tội lỗi lắm. Trình bày hết rồi bà nói thôi con ráng tu đi con, tu để đọa địa ngục. Thưa quý vị, hai cái lỗ tai tôi lùng bùng tôi nghe không được rồi. Bây giờ mà nếu có người nào họ đến họ xin tôi họ tu mà tôi nói tu để đọa địa ngục thì sao? Họ hết dám tu. Tu để lên thiên đường đó chứ, tu để về cực lạc đó chứ, thành Phật họ mới tu chứ. Tu mà việc đọa địa ngục sao tu? 10 năm sau tôi mới hiểu được cái câu đó. 10 năm là vì á, bà nói với nàng dâm nữ đó nhân tu thì quả đắc, chắc chắn như vậy đó. Nhưng mà cái tội lỗi của con bây giờ đó là phải đọa địa ngục. Nhưng mà nhờ cái nhân tu này cho nên á, đọa trong địa ngục, rồi mãn hạn, rồi trở lên tu nữa, rồi đó, tu nữa rồi chết đọa địa ngục, ngắn hơn chút nữa rồi trở lên tu nữa, rồi tu xong rồi đọa địa ngục nữa, rồi ngắn hơn chút nữa trở lên tu nữa. Cái nhân tu này mà cái đọa địa ngục này dần dần nó tiêu, lần lần nó mãn thành Phật. Trời ơi, vậy mà 10 năm tôi mới hiểu. Thế đâu có đơn giản đâu, rõ ràng không? Nhân tu thì quả đắc. Cho nên á, người ta nghi rằng mình niệm Phật bây giờ mà khi mình lâm chung đó mình có được vãng sanh không? Thì tôi xin trả lời rằng nhất định sẽ được vãng sanh, nhất định. Thế có gì đâu. Mà nếu như cái cuộc đời này mà nó lỡ kiến đò đó thì mình lên mình niệm Phật nữa thì mình cũng được vãng sanh. Nhưng vãng sanh sao người ta ăn chút. Rồi lỡ chuyến đò thứ ba nữa thì trở lên niệm Phật nó cũng được vãng sanh. Thì bây giờ mình trễ đò nhưng nhất định phải qua bên kia bờ chứ có gì đâu mà thắc mắc. Đó nè, ta phải giải quyết dứt điểm. Đó nè, cho hành giả niệm Phật chúng ta mới có gì? Một cái niềm tin là sâu sắc với tịnh tông này chúng ta tu mới được. Chứ còn chúng ta nghi ngờ cái kiểu đó rất là nguy hiểm. Thì có quyền họ nghi, nhưng mà trong đạo Phật đó đa nghi thì mau giác ngộ. Cái người nào mà đa nghi đó mau giác ngộ. Còn người nào không nghi là ồ cạc là khó giác ngộ lắm, phải nghi. Như vậy tôi cho rằng những cái vị này là họ cũng giác ngộ đó, cho nên họ đặt vấn đề nghi. Rồi cái nghi thứ ba, nghi thứ nhất là có cực lạc thiệt hay không, thứ hai là niệm Phật mà có chắc được vãng sanh hay không, và cái nghi thứ ba là Phật A Di Đà và thánh chúng có rước mình không. Bởi vì sao? Có một Đức Phật hả? Mà chúng sinh thì quá trời quá đất, rồi có khi một bữa đó nó chết hàng hà rồi bỏ thằng này rước thằng kia. Họ nghi vậy đó. Cho nên có cái bà bổn đạo bà niệm Phật, cái con nó má, cái nó nói má, nó má cái nữa chích mẹ đó. Bà má với đứa con vậy đó, cái đứa con nó má, con kêu má có 3 lần mà má nổi sùng vậy, còn tôi nghe má kêu Phật quá trời mà sao Phật không nói vậy trời kìa. Con kêu má có 3 lần má nổi sùng điên rồi, còn tôi thấy má kêu Phật quá trời mà Phật làm thinh. Thế là mẹ con tranh luận với nhau. Nói nè, Phật có rước hay không? Bởi vì cái người này họ nghi đó là chúng sinh rất là nhiều, mà nhiều người niệm Phật, mà có một mình Đức Phật Di Đà thì rước hết không? Một cái giờ đó mà chết 5-7 người, Pháp có người chết, Việt Nam có người chết, Tân Gia Ba có người chết, Thụy Sĩ có người chết. Vậy thì rước ai bỏ ai? Giỏi lắm không rước 2 người thôi, còn 3 người cũng bỏ. Cái người này họ sợ Phật A Di Đà bỏ quên, kể ra cũng tội nghiệp. Tôi mới nói rằng một cái mặt trăng thôi, nhưng Việt Nam cũng thấy, Úc cũng thấy, Sài Gòn cũng thấy, Cần Thơ cũng thấy, qua Mỹ cũng có một chứ đâu có 2 cái mặt trăng đâu, đừng có lo. Đừng lo cái chuyện đó, có một mặt trăng thôi. Nhưng mà ở đâu trên cái địa cầu này cũng thấy cái mặt trăng này hết. Đó là tôi ví dụ, chứ Đức Phật không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Đó là thí dụ thôi. Thế thì Đức Phật A Di Đà nữa nè, là pháp thân thường trú của Phật, rồi báo thân của Phật, rồi ứng thân thị hiện của Phật. Có cái pháp thân thường trú của Phật thì sắc trần quốc độ ở chỗ nào, cõi nào cũng có Phật với A Di Đà hết. Chứ đâu phải là Phật ở Việt Nam hay Phật ở Mỹ hay Phật ở Úc, mà ở chỗ nào cũng có Phật hết, vì pháp thân của Phật thường trú. Thế thì có một vị tổ, Ngài thiền định, mà Ngài thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi đạo tràng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Một vị tổ của Trung Hoa, Ngài ngồi thiền, Ngài thấy được cái Pháp Hội Linh Sơn mà Đức Phật đang thuyết Pháp cho 3.000 vị Bồ Tát ở trên núi Linh Thú. Ngài thấy rõ ràng. Như vậy đâu phải Đức Phật diệt độ. Diệt độ tức là vì cái căn tánh của chúng sinh, vì cái nghiệp lực của chúng sinh mà Ngài có đến có đi. Đó là cái thân thị hiện quá độ của Phật, chứ cái pháp thân thường trú của Đức Phật không phải như vậy. Chúng ta hiểu một cái sai lầm là niệm Phật đông quá, rồi Phật bỏ người này, Phật rước người kia. Đó là cái nghi ngờ, đó là tam nghi của người tu tịnh độ. Thôi thì hôm nay cũng là cái duyên lành mà tôi có mặt ở Phương Tịnh Niệm Phật Đường này 2 tuần lễ qua, và cái buổi giảng cuối cùng để ngày mai chúng tôi sẽ rời ở nơi này và đến một địa phương khác để hoằng pháp. Thì không có gì quý hơn là chúng tôi cảm ơn nữa nè đạo hữu, quý Phật tử ở đạo tràng này tâm tịnh lo cho tôi tất cả mọi việc, chỗ ăn chỗ ở, rồi cũng có nhiều cái kỷ niệm mà chắc khó quên. Thì tôi trước hết là cảm ơn. Cái thứ hai nữa đó là tôi thấy rằng là quý Phật tử có duyên với tôi. Đạo tràng nào tôi giảng thì quý vị cũng chăm chú nghe, và sau đó có những cái lời tán thán. Tôi rất là vui mừng, bởi vì Bồ Tát mà quá độ không có chúng sinh thì Bồ Tát cũng thất nghiệp. Pháp sư đi giảng mà không người nghe thì Pháp sư cũng thấy buồn. Cái tâm lý nó vậy. Thì cũng cảm ơn tất cả quý vị. Và khi tôi trở về Việt Nam thì tôi cũng làm hết cái trách nhiệm của một vị hoằng pháp. Dù ở Việt Nam hay ở Úc, cũng là Phật tử, cũng là con người, nhưng mà chỉ khác nhau cái quốc độ, khác nhau cái ngôn ngữ, khác nhau cái đời sống. Nhưng mà cái tâm Phật thì chắc chắn rằng chúng sinh ở quốc độ nào, ở đâu, cái tâm Phật cũng giống nhau. Vì vậy mà cái pháp môn tịnh độ này ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở Úc mà có người xiển dương cái pháp môn tịnh độ này thì gọi là tướng lưỡi rộng dài, cái bủa khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tức là nhiều quốc độ, nhiều thế giới, có nhiều vị pháp sư, nhiều Đức Phật ra đời để xiển dương cái pháp môn tịnh độ này. Thì đó là một cái hạnh phúc của Phật tử chúng ta. Tôi đi ra Hà Nội tôi giảng, tôi cũng thấy rằng Phật tử ở Hà Nội bây giờ thì cái phong trào niệm Phật cũng là trăm hoa đua nở. Tôi cũng cố gắng rằng về đến cái địa phương đó để hướng dẫn cho các cái đạo tràng. Tôi thấy cũng vui, mỗi lần đi rồi về nó cũng nhiều cái kỷ niệm. Thì tôi thấy cái đó là một cái an ủi cuộc đời của mình đi làm Phật sự. Thì cuối cùng chúng tôi cầu chúc chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử đạo tâm kiên cố và ráng lo niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc. Một ngày nào đó khi mà mãn cái báo thân này, chúng ta đồng về tịnh độ, và ở một cái hoa sen nào đó mà mình nhìn mặt cái nhau, mình thấy với nhau. Đó là cái niềm mà hỷ lạc cuối cùng của cuộc đời tu hành của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thế thì cũng khuya rồi, để chúng ta kết thúc cái hôm nay, để đạo hữu Tâm Tịnh thay mặt cho đạo tràng cũng có cái lời cảm ơn gì đó, xin mời đạo hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Phàm ngu thành thắng trí, nếu như các đức Phật và ba ngôi Tam Bảo nó không hộ niệm cho tổ thì không cách nào cái phàm phu, cái thói hư tật xấu, tức là phàm phu đó, chúng ta nói một cách dễ hiểu tức là cái thói hư tật xấu của chúng ta đó thì tạm gọi đó là phàm phu. Còn thánh thì thánh chúng thì sao? Thì các ngài đã lìa khỏi cái thói hư tật xấu rồi. Còn cái phàm phu của chúng ta đó là cái thói hư tật xấu này nó hiện ra. Chúng sinh tướng bây giờ coi mới hiện. Có nghĩa là cái tánh phàm phu, tức là cái tâm vọng tưởng, tức là phàm phu. Mà nếu như không được chư Phật, không được ba ngôi Tam Bảo đó mà gia hộ thì khó mà ngăn ngừa được những cái thói hư tật xấu của con người của chúng ta. Dù chúng ta phát tâm tu hành, có phát tâm đó, nhưng mà cái thói hư tật xấu này nó còn ẩn hiện bên cạnh đó đó. Chúng ta không khéo léo và không được sự gia hộ của Tam Bảo, của chư Phật đó, thì cái thói hư tật xấu này nó hiện ra. Để tôi nói cái chỗ này để quý vị nghe. Có một cái vị tu sĩ đó ăn chay trường 40 năm, tu rất là nghiêm mật, nhưng mà bệnh đến cái giờ phút gần chết, thèm một muỗng nước mắm. Quý vị nghĩ sao? Thì ở trong chùa đó các huynh đệ không ai cho hết, mà cái vị này là thức cả đêm thèm cái muỗng nước mắm thôi. Mà trong chùa họ nói là ma ám quỷ hành, chứ làm gì người ta tu mấy chục năm ăn chay trường, tu đàng hoàng thọ đại giới mà bây giờ bệnh sắp chết mà thèm miệng muỗng nước mắm là sao? Cái này là ma ám quỷ hành. Cho nên các vị trong chùa đó, các huynh đệ đó lên nhang lên đèn rồi tụng kinh rồi sám hối rồi đủ thứ chuyện hết mà không có kết quả. Không có kết quả. Thì cái trường hợp đó chúng ta giải thích sao? Trong cái giới tu hành của mình giải thích cái chỗ này sao? Tức là cái chủng tử thùy miên nó còn. Bởi vì chữ thùy miên có là ngủ yên, mà chúng ta cứ tưởng rằng là trong cái cuộc đời tu hành của mình mình chuyển hóa được rồi. Mình chuyển hóa được rồi. Từ cái ăn mặn mình chuyển hóa thành cái ăn chay rồi. Từ cái phàm phu này chuyển hóa thành cái thánh trí này, mình nghĩ là mình chuyển được hết rồi. Nhưng mà cái chủng tử này nó còn nằm yên ở đó. Nó chưa có cơ hội. Bây giờ cái cơ hội là bệnh, là có nghĩa là cái thân xác này nó mỏi mòn. Mà cái thân nó mỏi mòn đó thì cái tâm nó sao? Nó theo cái tâm này, nó theo cái thân. Tôi có giảng cái bài giảng là thân đâu tâm đó, đó. Hễ cái thân mà nó hoại đó thì cái tâm nó cùng. Mà cái trí nó lanh đó thì cái tâm nó cường tráng, tức là thân và tâm nó liên hệ với nhau. Nói theo đạo Phật thì Đức Phật không có chủ trương là tinh thần cao hơn vật chất, mà Phật cũng không có dạy chúng ta là vật chất cao hơn tinh thần. Thế gian họ đang tranh chấp cái này nè, tinh thần với vật chất, tức là thân với tâm đó. Còn Đức Phật thì nói rằng thân và tâm tức là hỗ trợ cho nhau, tương đắc cho nhau, chứ không có cái nào cao cái nào thấp hết. Vì vậy cho nên đó, khi chúng ta bệnh hoạn nè, tức là thân và tâm nó mòn mỏi, nó kiệt sức rồi. Bây giờ cái chủng tử thùy miên nó ngốc vậy, nó hoạt động một cách là ầm ĩ êm ả. 40 năm 50 năm nó nằm yên đó, bây giờ nó có cái cơ hội nó ngóc đầu vậy, thèm muỗng nước mắm. Nhưng chúng ta suy nghĩ rằng nếu như cho cái vị đó một chén nước mắm thì sao? Có thể chết không? Tôi đổ vào một chén nước mắm là chết liền. Nhưng mà thèm một muỗng thôi, có một muỗng. Giống như là cái người khác nuốt nước mà ra biển uống vậy, càng uống lại càng khát. chứ đâu phải nói là tôi khát nước tôi uống nước biển đó no cái bụng nhưng mà cái cổ vẫn khát, chỉ cần một ly nước ngọt là hết khát. Đó là cái chủng tử thùy miên. Cái trường hợp thứ hai nữa là cái anh này ảnh học y khoa, sinh viên y khoa, học được 2 năm, 2 năm rưỡi gì đó thì cái hoàn cảnh gia đình sau đó ảnh mới chuyển qua cái ngành xây dựng, không có học y khoa nữa. Rồi học xong rồi ra trường, rồi bằng cấp là bằng cấp xây dựng, ăn lương rồi ăn lương mấy cái ngành xây dựng, đâu có cầm ống chích, đâu có cầm ống nghe, đâu có bác sĩ, đâu có, bỏ học rồi. Thế thì cái thằng con lớn của anh đó, nó lớn lên nó tốt nghiệp cấp 3 rồi, anh động viên nó đi học y khoa. Tại sao? Mình thấy nó nghịch lý không? Bố làm cái ngành xây dựng, có cái bằng cấp xây dựng mà động viên đứa con đi học y khoa. Bây giờ người cha phải nói về con thế này: con đi học theo cái ngành của bố đi con, rồi khi mà con ra trường đó là có cái điều kiện để bố hướng dẫn nè, cha con mình làm chung một nghề nó dễ, chứ bây bố học cái ngành này mà con học cái ngành kia nó tréo, làm sao mà bố hướng dẫn con được, phải đúng ra bố phải nói với con như vậy chứ. Nhưng mà không, ở đây là động viên đứa con thi vào y khoa. Đó là chủng tử thùy miên. Mình tưởng đâu là mình chuyển hóa hết rồi, là 4-5 năm học xây dựng mình bỏ cái y khoa rồi, mình tưởng là mình chuyển hóa hết rồi, mình cứ tưởng là mình chuyển hóa hết rồi, nhưng mà thực ra là cái chủng tử thùy miên còn nằm ở đó. Bây giờ có cái cơ hội là thằng con chuẩn bị vào đại học thì mình nhớ lại cái y khoa, tức là cái chủng tử đó nó ngóc đầu vậy. Cho nên vì vậy mà cái người tu hành của chúng ta đó, tôi nói như vậy để tôi kết luận lại là người tu hành của chúng ta đó, tìm thầy lành bạn tốt là một điều kiện rất tốt. Mà nếu chúng ta không tìm được thầy lành bạn tốt đó, là cái công việc mà chuyển hóa của chúng ta trong cái cuộc đời là ta chuyển hóa không được. Đến cái giờ phút mà hấp hối đó là cái chủng tử thùy miên này nó ngóc dậy. Quan trọng nhất là thầy lành bạn tốt. Mà thầy lành bạn tốt của chúng ta là ai? Là ba ngôi tam bảo. Trước hết là ba ngôi tam bảo. Cho nên tôi nói rằng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là cái chỗ nương về chí thiện của ba đời chư Phật, chứ không phải là của cư sĩ Phật tử không đâu, của ba đời chư Phật. Chư Phật nào, tổ Vân Thê hôm nay cũng là quy mạng ba ngôi tam bảo. Cho nên cái kết luận để tôi nói này, quý vị thấy rằng là thầy lành bạn tốt, tức là chúng ta tìm được cái thiện hữu tri thức trong cái cuộc đời này để chúng ta nương, chúng ta tu hành. Đó là một điều tất yếu mà hết sức là quan trọng. Còn ta tìm không được thầy lành bạn tốt là bất hạnh trên cuộc đời tu của chúng ta, bất hạnh trên cuộc đời tu của chúng ta. Tôi nói cái chỗ đó là để quý vị lưu ý. Bởi vì sao? Cái quá trình kinh nghiệm của tôi ở chùa 13 tuổi tới giờ, 13 tuổi tôi có mặt ở chùa tới bây giờ. Cho nên qua cái kinh nghiệm này và những cái lời của tổ mà tôi học trong kinh, trong sách tôi học, với cái kinh nghiệm ở chùa của tôi mấy mươi năm, tôi thấy là nương tựa với thầy lành bạn tốt hết sức là quan trọng. Cho nên cuộc đời tôi từ lúc xuất gia cho đến khi tôi bước chân ra trường lên pháp tòa tôi giảng là tôi gần với minh sư không, thầy lành bạn tốt không. Cho nên cuộc đời của tôi tu hành nó được suôn sẻ và nó không có trở ngại một chút nhỏ nào hết. Nghĩa là học từ sơ đẳng, học tới trung đẳng, học tới cao đẳng và ra làm pháp sư là đều thân cận với minh sư không. Không có lúc nào tôi sao lãng hết. Chính cái chỗ đó mà tôi thấy kinh nghiệm rằng cái đường tu hành của mình hết sức là tốt đẹp. Bây giờ tôi lớn rồi, đó là tôi lớn rồi, đâu có còn chỉ rồi có nhắm mắt theo Phật nữa thôi chứ đâu còn gì nữa đâu. 30 mấy năm tôi làm cái ngành hoàng pháp này, từ cái nhỏ đến cái lớn, rồi đào tạo cho các cái vị hoàng pháp sau này như thầy Thiện Thuận, như thầy Phước Tiến đó, quý thầy đó là học trò tôi hết. Ở khóa 1 tôi đã đào tạo được các vị đó. Thế thì vì cái chỗ mà tôi nương tựa thân cận với thiện hữu tri thức Cho nên tôi thấy rằng có những cái lợi ích vô cùng. Thế thì Tổ Văn Thê phát nguyện, chúng ta thấy rằng nó đúng từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta thấy rằng những cái lời của Tổ, những cái lời của hiền triết, của nhận bậc đi trước chúng ta đã đều là đúng, có kết quả đúng. Cho nên tôi có cái lời khuyên của quý vị: sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý, lưu thông hà nhĩ ít hàm linh. Sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý, cái câu này rất là hay. Tức là khiến cho cái lời nói của con với cái tâm của Phật nó hợp nhau. Tổ phát nguyện rồi đó, Tổ quy hướng về Tam Bảo rồi đó, xin Tam Bảo gia hộ cho Tổ rồi đó, thì Tổ mới nói là sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý. Chữ phù tức là phù hợp, mà cái lời nói của con hôm nay đây đó, nó phù hợp với cái tâm của Phật, tâm ý của Phật. Thế quý vị thấy cái câu hết sức là đặc biệt. Mình đọc ra cái chữ chẳng có cái gì hết, mà cái lý của nó hết sức là cao siêu. Cũng như quý Phật tử nói thế này nè: bạch thầy, cái sự tu học của tụi con là sơ cơ lắm, ít ỏi lắm, con nhờ nương với quý thầy để quý thầy dìu dắt để cho sự tu hành của chúng con nó được vững vàng. Mình nói cái quý thầy mình nói cái bậc giáo thọ của mình những cái lời nó thấm thiết như vậy. Thì Tổ nói với chư Phật với Tam Bảo là cái lời nói của con mà làm sao nó hợp, nó phù hợp với cái tâm ý của Phật. Lưu thông hà nhĩ ít hàm linh, nghĩa là khi nó phù hợp rồi đó thì nó lưu thông. Phật chúng sinh tâm vô sai biệt. Ta học cái chỗ này ta mới thấy là Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, nghĩa là Phật tâm và chúng sinh không có sai khác. Nếu mà cái lời nói của con nó phù hợp với tâm ý của Phật thì nó lưu thông, tức là giữa con với Phật, giữa mình với Phật, giữa mình với Tam Bảo, nó là lưu thông với nhau, nó không có cái gì ngăn ngại hết. Năng lễ sợ lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Nghĩa là mình là người lễ Phật, Đức Phật là bị mình lễ, tức là năng lễ và sở lễ, tánh vắng vắng lặng, thì cái sự cảm thông qua lại không thể nghĩ bàn được, không thể nghĩ bàn được. Đem cái lời nói thô thiện của con khiến cho cái lời phát nguyện hôm nay của con đó nó phù hợp với cái tâm ý của Phật, thì hai vấn đề này con với Phật, tức là lưu thông hà nhĩ ít hàm định. Có sự lưu thông đó, có sự qua lại bất khả tư nghì đó, mà đem lại cái lợi ích cho hàm linh, cho tất cả mọi loại chúng sinh. Lưu thông hà nhĩ ít hàm linh, kiến văn tùy hỷ tất vãng sinh, đồng chứng tịch quan vô thượng họa. Kiến văn có nghĩa là thấy, nghe, là kiến văn tùy hỷ tất vãng sanh. Tức là đến cái phần hai cái câu cuối cùng này là Tổ hồi hướng về tịnh độ. Tức là cái nghe của con và cái thấy của con quy hướng về tịnh độ. Nghe cái gì và thấy cái gì? Nghe là nghe lời dạy của chư Phật, nghe kinh A Di Đà, nghe hai phần y báo chánh báo của tịnh độ. Con nghe rồi đó. Cho nên cái phần mà chúng ta đi hộ niệm cho cái người lâm chung, cái bạn đồng đạo của mình á, mà mình đến mình khai thị cho họ đó, rồi trước hết mình nói cái gì? Cái gì để họ kiến văn? Đó là một là chúng ta phải nói cho họ nghe rằng cõi ta bà quá khổ, cõi tịnh độ kia rất an vui. Cực lạc tức là rất vui, mà cõi ta bà rất là khổ. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đó nè, những cái khổ của cõi ta bà đó mình trình bày cho họ nghe. Rồi mình trình bày cái phần thứ hai là cõi cực lạc kia có hai phần y báo chánh báo cho họ nghe. Rồi chúng ta nguyện, chúng ta khuyên họ là niệm Phật để nguyện vãng sanh cực lạc. Như vậy hai cái phần thấy nghe, tức là chúng ta thấy được cái mầu nhiệm của Tam Bảo, chúng ta thấy được cái lực gia hộ của Tam Bảo và cái sức tu hành của mình nương với thầy lành bạn tốt, nương với ba ngôi Tam Bảo, và nghe được lời kinh văn ở trong lời dạy của Đức Phật. Kiến văn tùy đều tùy hỷ hết, kiến văn tùy hỷ tất vãng sanh. Nếu được hai phần đó thì nhất định là cái quả của chúng ta phải được vãng sanh cực lạc. Bây giờ chúng tôi nói cái phần vãng sanh cực lạc. Thì thực ra thì thưa quý vị, người ta chê bai cái pháp môn tịnh độ này là yếu hèn, mình không đủ sức, mình phải nhờ vả đến Đức Phật A Di Đà, mình nhờ cái tha lực. Người ta chê bai cái này, người ta cho là cái pháp môn tịnh độ này, tức là người tu cái pháp môn tịnh độ này là không đủ sức mà phải nhờ vả, tức là tha lực đó, thì nhờ vả. Người ta chê trách cái này. Rất tiếc là người ta chưa am tường được, người ta chưa nghiên cứu kỹ được, người ta chưa thấy cái ích lợi của cái pháp môn tịnh độ này, cho nên người ta vô tình mà có những cái lời nói nó quá đáng, ta chưa hiểu. Tôi nói cái chỗ này để quý vị thấy. Ở trên đời này đó, nó có hai việc rất là quan trọng. Việc thứ nhất đó là tự mình làm được, không cần ai hết, đó tốt. Nhưng mà có những việc đó mình phải cần người khác làm. Bây giờ quý vị, các cái nhà quý vị làm được một mình không? Không được, phải nhờ thợ, mà nhiều thợ lắm, chứ phải một thợ làm cũng không được nữa. Thợ xây thì khác, thợ sơn thì khác, thợ lột thì khác, nhiều thợ mới làm được cái nhà, chứ không phải một thợ làm được cái nhà. Như vậy cái việc gì chúng ta làm được, một mình làm được, xin lỗi quý vị, ăn một mình chưa làm được. Ăn một mình chưa làm được đó, mà phải có nhà bếp, chứ không có nhà bếp mình ăn cũng không được đâu. Cái đơn giản nhất đó chúng ta chưa làm được một mình đó nè. Tôi ở chùa đó, tôi làm trụ trì một mình tôi được không? Không được, phải có cái vị đánh chuông, vị đánh mõ. Tôi đứng chính giữa, tôi làm sám chủ thì phải có người đánh chuông đánh mõ chứ. Mình tôi cái bàn nó dài như thế này, làm sao chạy qua đánh chuông, sao chạy qua đánh mõ được, không được. Phải có nhiều người, tức là phải có phụ việc đó. Tôi nói cái chuyện ở chùa, cái việc ở nhà là chúng ta thấy. Như vậy hai vấn đề trên cuộc đời này, một là chúng tự mình làm, vấn đề thứ hai là phải nhờ nhiều người khác làm. Mà dường như là cái việc gì cũng nhờ nhiều người khác hết, chứ một mình làm không được. Gọi là trợ gì? Trợ duyên. Thế một cái hạt xoài, quý vị để cái hạt xoài đó thì quý vị nghĩ rằng sẽ lên cái mầm cây xoài, đâu có ai chối đâu. Nhưng mà quý vị lấy cái hột xoài, lấy cái bọc ni lông, quý vị gói, quý vị đem cho trong tủ, quý vị cất thì chừng nào nó mới lên được chứ. Vì nó thiếu cái trợ duyên. Cho nên muốn cái hạt xoài đó lên thành cái mầm cây xoài là quý vị phải có đất chưa đủ, phải có nước cũng chưa đủ, phải có ánh sáng cũng chưa đủ, phải có nhiệt độ, nhiều chuyện. Như vậy tức là những cái mà tôi kể đó là cái trợ duyên để cho cái hạt xoài nó nảy cái mầm, chứ thiếu trợ duyên là không được.